Tổng công ty Tín Nghĩa hân hạnh tài trợ chương trình này. Thu Huế xin kính chào quý khán giả. Ngay lúc này đây thì ekip thực hiện chương trình Chung lòng chung sức của chúng tôi đang có mặt tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. Vâng, và thưa quý vị, đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa thì điều kiện học tập của các em thường thiếu thốn hơn so với các bạn đồng trang lứa ở thành thị. Từ nhỏ các em đã sớm chịu nhiều thiệt thòi và con đường đến trường đến lớp với các em còn lắm những nhọc nhằn, gian nan và trắc trở. Tuy nhiên, bằng tất cả ý chí và nghị lực của bản thân đã giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống lẫn trong học tập để hun đúc cho mình tinh thần vượt khó vươn lên. Và chương trình Chung lòng chung sức số 207 kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị hai trong số những tấm gương tiêu biểu đó. Sinh ra và lớn lên, ai trong mỗi chúng ta mà không có những ước mơ thật đẹp? Với cô trò nhỏ Cao Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 7-3 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, cũng đã ấp ủ cho mình một ước mơ thật giản đơn là luôn có một mái ấm với đủ đầy tình cảm yêu thương của một mái gia đình. Thế nhưng với Quỳnh lại không có được những điều đơn giản ấy. 10 năm qua, em chưa lần nào được gặp mặt mẹ. Rồi đến năm Quỳnh vừa tròn 12 tuổi, cha em cũng đã gửi cho bà ngoại dưỡng nuôi, rồi bỏ đi biền biệt. Cuộc sống của hai chị em Quỳnh giờ chỉ còn một mình bà và người cậu Út là người nhận cưu mang những đứa cháu chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Dẫu rằng cuộc sống của gia đình ngoại cũng chật vật khó nghèo, quanh năm chỉ biết làm thuê để kiếm sống. Như Quỳnh, từ ngày mà ba mẹ em bỏ đi như vậy á, rồi ba mẹ có quay về thăm em không? Dạ không. Nhà ba mẹ đi lâu không có về hả? Dạ. Rồi em có biết cái thông tin là bây giờ là ba mẹ em là ở đâu và làm gì không? Dạ không anh, từ đó ba mẹ bỏ đi là không có về nữa, em cũng không biết ba mẹ ở đâu ấy. Là em không có biết thông tin gì về ba mẹ nữa đúng không? Dạ. Rồi chị cũng được biết là bây giờ hai chị em là sống nhờ vào sự cưu mang của bà ngoại với là cậu Út đúng không? Dạ. Thế cho chị hỏi là bà ngoại với là cậu Út của em là làm gì để trang trải trong gia đình? Dạ, ngoại thì già rồi không có làm gì hết, cậu thì làm thuê làm mướn, ai kêu gì thì làm đấy. Cái này làm quanh trong xóm hay làm sao? Hay là làm xa? Dạ, làm quanh trong xóm thì ai kêu gì thì cậu làm đấy. Có công việc gì là cứ kêu cậu làm đúng không? Dạ. Rồi cậu em có vợ chưa? Dạ có, nhưng mà vợ thì bỏ đi rồi, để lại đứa con hôm nay học lớp 1. À, vậy là vợ của cậu bỏ đi rồi? Dạ. Là bây giờ một mình cậu mà vừa phải lo cho hai chị em, rồi phải vừa lo cho con của cậu nữa đúng không? Dạ. Chị nghĩ là cậu rất là vất vả. Thế thì em thấy cái hoàn cảnh của mình khó khăn như vậy thì em có cái ý định là nghỉ học để mà giảm bớt gánh nặng trong gia đình không? Dạ, ban đầu thì có, gia đình cũng đồng ý, nhưng mà nhờ thầy cô và bạn bè khuyên nhủ bảo là đi học. Cậu cũng bảo là đi, cứ đi học đi, lo đến đâu thì hay đến đó. Cho nên là em vẫn tiếp tục đúng không? Dạ. Bây giờ thì chị thấy là em chỉ mới học lớp 7 thôi. Phía trước em cái con đường học tập nó còn rất là dài, nhất là em lên cấp 3 rồi sau này em còn lên đại học nữa. Thì em có nghĩ rằng là đứng trước cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cái con đường học tập của em nó có thể tiếp tục nối dài được không? Dạ, em cũng băn khoăn lắm, mà không biết nữa. Nếu mà gia đình lo được thì em cứ học tiếp. Rồi hôm nay chương trình đến đây thì em có muốn chia sẻ điều gì không? Dạ, em mong là ba mẹ quay về sống với hai chị em. Con đường học tập của em có thể được tiếp tục. Rồi chị cũng muốn rất là đồng cảm và chia sẻ với cái hoàn cảnh của em. Và nhất là cái việc thiếu thốn tình cảm của ba mẹ đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Nhưng chị hy vọng rằng là em vẫn sẽ cố gắng học tập. Thứ nhất là để không có phụ lòng ông bà ngoại cũng như là của cậu Út nhà em á. Dạ. Có lẽ vì hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của ba mẹ, phần nào đã làm tính cách của cô trò nghèo này trở nên trầm lặng, nội tâm hơn. Mọi nỗi buồn đều giấu kín trong lòng. Sự rụt rè, thụ động, thiếu niềm tin vào bản thân một thời gian dài đã khiến cho việc học tập của Như Quỳnh trở nên khó khăn. Mà đỉnh điểm là đến đầu năm học lớp 5 vừa qua, việc học của Quỳnh tưởng chừng phải dang dở vì gia đình cậu Út đã gặp khó khăn hơn khi mợ của Quỳnh vì gia cảnh khó nghèo mà cũng bỏ mấy cha con của cậu ra đi biền biệt. Khoảng thời điểm đó chính là lúc cô trò nghèo Như Quỳnh bắt đầu tự nhận thức ý nghĩa của việc học để thay đổi cuộc đời cút côi của mình. Nhận thức ấy còn đem đến cho em một nguồn sinh lực thật dồi dào để vượt qua cả thiếu thốn trong cuộc sống để dẫn bước đến trường.
Và đền đáp lại sự nỗ lực không mệt mỏi đó là những thành tích học tập trong suốt các niên học vừa qua. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng của riêng bản thân Như Quỳnh, mà còn thay đổi cả nhận thức của người cậu trước đây vì mãi lo chuyện mưu sinh nên ít quan tâm đến chuyện học hành của con và cháu. Cho nên nay anh Dũng, cậu ruột của em, chỉ biết rằng học tập mới là cơ hội thay đổi cuộc đời, vì tri thức chính là chìa khóa để mở cánh cửa tương lai. Với cô trò nghèo Như Quỳnh, giờ không còn mẹ cha bên cạnh, bà ngoại và cậu Út giờ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trên hành trình đi tìm ước mơ con chữ. Sống cùng với ngoại và người cậu Út, nhưng công việc của cậu cũng bấp bênh, bữa có bữa không. Đã vậy, anh còn phải lo cho đứa con thơ còn tuổi ăn học, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Thế nhưng dẫu hoàn cảnh có thắt nhặt, nhưng bằng tất cả tình thương yêu của mình, người cậu này vẫn nuôi nấng đứa cháu tội nghiệp bằng tất cả tình yêu thương hết mực. Còn với Quỳnh, không chỉ học tốt mà em còn luôn là người chị gương mẫu để tiếp sức cho các em thêm an lòng theo đuổi ước mơ con chữ. Hàng ngày Quỳnh luôn dành thời gian để chỉ dạy cho hai đứa em của mình, nắn nót từng con chữ, giúp các em thêm an tâm và yêu thích học tập. Tuy cuộc sống không được đủ đầy, nhưng tình cảm của bà, sự hy sinh của cậu đã giúp cho Quỳnh quên đi những thiếu thốn và cố gắng nhiều hơn trong học tập. Chính điều này đã giúp cho em có thêm niềm tin để viết tiếp câu chuyện ước mơ cho tương lai của mình. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những hình ảnh về cô trò nghèo Cao Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 73 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. Cha mẹ bỏ đi, giờ hai chị em Quỳnh chỉ sống nhờ vào tình thương của ngoại và người cậu Út. Hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt lên những trở ngại đó. Điều đáng quý ở cô trò nhỏ này chính là tinh thần hiếu học của em, biết vượt khó vươn lên trong học tập, đúng không thưa quý vị? Còn bây giờ, để tiếp tục câu chuyện của chương trình Chung Lòng Chung Sức ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với trường Trung học Phổ thông Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ để ghi nhận thêm một gương điển hình vượt khó vươn lên trong học tập. Hoàn cảnh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Tiếp nối hành trình tìm về màu áo trắng thơ ngay sân trường để thắp lại những nụ cười học trò luôn vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình Chắp cánh ước mơ lại tiếp tục đến với xã Sông Rai để ghi nhận thêm một hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương này. Đó là trường hợp của em Nguyễn Thị Bích Hợp, học sinh lớp 12C7, trường Trung học Phổ thông Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ. Trước đây, Bích Hợp cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc và đủ đầy tình yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ vào giữa học kỳ 1, năm lớp 5. Mẹ em bị ung thư thận rồi qua đời. Một mình cha phải gồng gánh nuôi bốn chị em Hợp ăn học. Nhưng có ngờ đâu vào giữa trưa hè lớp 8, cha em cũng đột ngột qua đời sau cơn tai biến. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được đối với gia đình. Vậy là trong vòng có 3 năm, nỗi đau mất đi hai người thân yêu quá lớn đã khiến Hợp rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, không còn biết phải bám víu vào đâu. Chị được biết là trong vòng 3 năm mà đã có tới hai người thân yêu trong gia đình của em mất đi. Thì không biết là cái cảm giác lúc đó của em như thế nào ạ? Dạ, cảm giác của em lúc đó là rất là hụt hẫng, vừa mất đi chỗ dựa tinh thần, vừa mất đi nguồn lao động chính trong gia đình. Em không biết lúc đó là mình phải làm thế nào. Rồi ba mẹ mất đi như vậy thì em có cảm thấy rằng là mình thiệt thòi hơn so với các bạn khác không? Dạ có, tại vì lúc đó em còn nhỏ mà mất cả ba lẫn mẹ thì em thấy rất là buồn, vì khi thấy các bạn có ba lẫn mẹ chăm sóc thì mình cảm thấy buồn, đúng không? Dạ. Rồi sau khi ba mẹ mất đi thì ai là cái người lo cho các em? Dạ là chị hai của em ạ. Chị hai của em hả? Dạ. Chị hai bây giờ đi làm chưa hay là vẫn còn đi học em? Dạ, chị hai của em thì vẫn đang đi học cao đẳng. Chị học ở đâu em hả? Dạ, chị em học ở trên Sài Gòn. Chị học Sài Gòn. Vậy là học xa như vậy rồi chị đâu có về nhà để mà quán xuyến mọi việc trong gia đình được đâu. Dạ, khi chị đi học thì em là người ở nhà để lo cho mấy em của em. Vậy là em thay chị hai lo cho mấy em luôn hả? Dạ. Rồi là cho chị hỏi là cái sinh hoạt hàng ngày á,
ngoài cái tiền ăn uống rồi cái tiền học tập thì cái nguồn kinh phí đó ở đâu để mà em trang trải? Dạ là một phần là có trợ cấp của xã hội, là một tháng tụi em nhận được là 1.300.000. Còn lại là tụi em thời gian rảnh là đi làm thêm. À, là cái em nhận được tiền dạ. Hỗ trợ đúng không? Là một tháng 1.300.000. Thì chị nghĩ cái khoản đó nó cũng không đủ. Thì ngoài ra em còn phải đi làm thêm nữa. Dạ. Em làm thêm những thời gian rảnh đúng không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn cho nên là cũng cố gắng em ha. Dạ. Cho chị hỏi là trong gia đình em có mấy anh chị em? Dạ, trong gia đình em thì có 4 chị em. 4 chị em, là em là con thứ mấy? Dạ, em là con thứ 2. À, vậy là sao em còn 2 người em nữa? Dạ. Lại hai em còn đi học không em? Dạ, hai em còn đi học. Một em học lớp 9 và một em học lớp 5. Ừ, bây giờ chị cũng đã thấy là cái hoàn cảnh của mình khó khăn. Thứ nhất là thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Không có được ba mẹ chăm sóc đó là một cái điều thiệt thòi rất là lớn rồi. Cho nên bây giờ là mấy chị em thì cố gắng nương tựa lẫn nhau, đùm bọc yêu thương lẫn nhau nha em ha. Dạ. Cha mẹ đều mất sớm, khó khăn chồng lên khó khăn. Thế nhưng có một điều vẫn hiện diện trong tổ ấm của Bích Hợp, đó chính là tình cảm thiêng liêng mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Hiện tại chị hai của Hợp đang học xa ở Sài Gòn, nhưng hàng tháng vẫn cố chắc chiêu gửi về cho đàn em thơ một ít tiền kiếm được từ công việc phụ chạy bàn ở các nhà hàng. Còn với Hợp, sau giờ tan học, cô trò nhỏ này phải trút bỏ bộ đồng phục để đi làm thêm ở quán nước gần nhà kiếm chút tiền lo cho hai đứa em thơ. Với Thúy Hằng và Hồng Hà, hai đứa em gái của Hợp, tuổi đời còn nhỏ nên các em chỉ biết cố gắng chăm học và phụ các công việc trong gia đình. Sự khó nghèo và mất mát quá lớn có lẽ tưởng chừng đã làm mấy chị em Hợp gục ngã. Song vượt qua nỗi bất hạnh, mấy chị em vẫn quyết tâm tiếp tục học hành. Ngày ngày bên chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà hơn 10 năm nay, vốn là góc học tập của mấy chị em Hợp. Các em hiểu rằng mình phải tự lập, phải kiên cường, vì khó khăn luôn dạy ta trưởng thành hơn khi không còn cha mẹ bên cạnh. Và vượt qua mọi gian nan đời nghèo, các em luôn nỗ lực hết mình cho việc học tập, vì đó là cách duy nhất giúp mấy chị em Hợp viết tiếp ước mơ tương lai ngày mai. Thương cho mấy chị em sớm chịu nhiều bất hạnh mà vẫn siêng năng học giỏi. Chính quyền địa phương cũng như bà con xung quanh cũng thường xuyên giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Hiện tại hàng tháng các em được nhận số tiền hơn 1 triệu đồng giúp cho trẻ mồ côi. Nhờ đó mà Hợp cũng như các chị em của mình cảm thấy ấm áp, vì biết rằng vẫn còn những vòng tay dang rộng để chia sẻ cùng các em nỗi bất hạnh đường đời. Bước vào năm cuối lớp 12, dưới mái trường Trung học Phổ thông Sông Rây, nơi Hợp đang gửi gắm bao ước mơ học tập, từ những lời động viên giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, em đã không ngừng nỗ lực học tập chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Và với những nỗ lực không ngừng này, cô trò nghèo Bích Hợp đang từng ngày ghi dấu lại nơi mái trường này trong lòng thầy cô bạn bè một dấu ấn đặc biệt về em với tấm lòng yêu mến. Thưa quý vị khán giả, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục cho thế hệ trẻ là một quyết sách rất là đúng đắn và sáng suốt. Và để hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho hai em Cao Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Bích Hợp, những nhân vật trong chương trình Chung Lòng Chung Sức ngày hôm nay, được tiếp tục con đường học tập của mình. Hôm nay tại trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, chương trình Chung Lòng Chung Sức phối hợp cùng với công ty cổ phần Ban Quản lý các khu công nghiệp Tín Nghĩa thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa tiến hành buổi trao học bổng cho hai em Như Quỳnh và Bích Hợp, những nhân vật trong phong phục sự ngắn vừa rồi. Dù nhiều khó khăn thiếu thốn, đã vậy còn gặp nhiều biến cố trong cuộc sống gia đình. Nhưng trong suốt nhiều năm học vừa qua, các em vẫn cố gắng chăm ngoan và học giỏi. Cho nên chính vì vậy các em rất đáng được tôn vinh và nhận được những phần thưởng xứng đáng của chương trình như là một phần hỗ trợ cho các em trên chặng đường học tập phía trước. Và sau đây cũng xin được mời chị Lê Nguyễn Diệm Hằng, đại diện cho công ty cổ phần Tín Nghĩa, sẽ trao biển tượng trưng số tiền 10 triệu đồng cho hai em ạ. À, sau khi hai em nhận được những cái phần học bổng có ý nghĩa như vậy thì không biết là ngay lúc này đây thì các em cái cảm xúc như thế nào? Chắc là chị sẽ mời Bích Hợp trước đi em ha. Dạ, hôm nay là được nhận số tiền đó như vậy thì em rất là vui ạ.
và cảm ơn công ty Tín Nghĩa và các nhà tài trợ. Còn như Quỳnh thì em có muốn nói lên điều gì với đơn vị tài trợ không? Dạ, em xin hứa là sẽ học thật giỏi để không phụ lòng công ty Tín Nghĩa. Vâng, chị thì cũng đã chứng kiến cái hoàn cảnh của hai em. Thì và ngày hôm nay thì công ty của mình cũng đã có những cái phần học bổng trao cho hai em. Thì không biết là chị có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Trước tiên thì thay mặt tổng công ty Tín Nghĩa xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình cũng như là hai em. Chứng kiến cái hoàn cảnh của hai em hôm nay thì thực sự là cá nhân mình rất là xúc động. Các em đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống cũng như là đạt được cái kết quả học tập rất là giỏi. Thì thay mặt Ban Quản lý các khu công nghiệp Tín Nghĩa thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa xin gửi hai em mỗi phần học bổng là 10 triệu đồng. Cũng mong cái số tiền này là sẽ hỗ trợ cho các em, tiếp bước cho các em trong cái con đường học tập cũng như là trong cuộc sống sắp tới. Và chúc hai em vượt qua cái hoàn cảnh của mình để trở thành những người công dân tốt và có ích cho xã hội. Vâng, chị cũng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị ạ. Và chị cũng hy vọng rằng là với những cái phần học bổng có ý nghĩa như vậy thì hai em sẽ có một cái nguồn động lực lớn hơn để mà mình cố gắng học tập theo đuổi ước mơ của mình. Và quan trọng hơn là cũng không để làm phụ lòng đơn vị tài trợ cũng như với chương trình nha em ha. Vâng, và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Chung Lòng Chung Sức kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng công ty Tín Nghĩa đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.